Chuyện giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ với nhau. Chị doanh nghiệp Kim Loan cũng có tấm lòng vàng đến đây để mà chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ chùa cơm xẻ áo, trong lúc khó khăn thì một miếng khi đói bằng một gói khi no, để giúp đỡ những hoàn cảnh của bà con cô bác ở đây. Thấy bà con cô bác ở đây còn nhiều gặp hoàn cảnh khó khăn, còn thiếu thốn nhiều, cho nên doanh nghiệp Kim Loan, chị Kim Loan đến đây từ thiện. Anh em nghệ sĩ đem tấm lòng mà cũng là từ thiện đến đây, đem lời ca tiếng hát để gửi đến tất cả bà con cô bác ở đây. Bà con bác có thích không? Có vui không à? Vui cho nhà báo tay đi à. Rồi xin gửi đến trích đoạn cái lương mang tên Bao Công Sự Án Quách Què. Bà con coi nhưng mà cũng nhớ giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đừng đứng giữa đường nha. Đầu bà gì đem quất què chú diện đi ba để ta đây phán xử trần gian từ giá xuống cõi âm này miệng nghèo phán hoa cảm trên trần bằng cớ nói gian gắt lưỡi nói gian cưa làm hay phúng trời ơi quan biệt ai gây khắp ta phải đền bàn tay quá điều mình nhân dân phải cây đó ràng tận tư hãy đi ở đâu đến đây kiếm chuyện hãy đi tại sao ở đâu về đây kiếm chuyện vậy trần gian từ giả xuống cõi âm này nghiêng nghe bán qua trắng trên trần bằng cỡ nói gian gắn lưỡi nói gian cưa làm hay vung trời ơi quan nghiệp ai gây khắp ta phải đền màn này quá điều minh dân dân phải cây đó vàng tận nghe sao không tội tình hãy khai mào ta sẽ tha cho tội này được hoàng hồ sống kiếp người ta a tỳ muôn đối làm súc sinh hồn công hoàng con thôi ta cứ đủ thôi cho Yeah.
What boy à? Này, what boy à? Lý Đồng Phi với Lý Đồng Phù không ra đúng. Tại sao bài mới số hai người như thế? Khai đi! Em đau chỉnh trên đầu mỗi chân là duyên dương mặt sắc. Nhưng đối với ta, đi tìm hồng đẩy được một lời hai. Sự như đây, chuyện nữ đánh kể như kết thúc. Ta còn dấu chính làm chỉ nữa. Thương cho lưu hoàng hậu chẳng có con đây. Sắp bị lúc đây, địa dị mẫu. Là hết. Hết rồi. Vỗ tay lên. Cảm ơn rất nhiều.